Hơn 12 năm qua, ông Lê Văn Chìa, ngụ ấp Gia Kiết, xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, từ bỏ những lợi ích kinh tế từ mảnh vườn trồng nhãn rộng 2 hectare của mình để bảo vệ đàn chim vạc hàng nghìn con. Từ giữa năm 2007, vườn nhãn với hơn 300 gốc nhãn trên 25 năm tuổi của gia đình ông bỗng xuất hiện đàn vạc vài chục con. Lâu ngày, đàn chim mỗi lúc mỗi nhiều hơn, ước số lượng đến nay lên đến hàng nghìn con, chúng làm tổ trên những cành cây. Cứ khoảng 5 đến 6 giờ sáng là chúng lại kéo nhau bay về tụ hợp tại mảnh vườn này sau một đêm đi kiếm ăn. Lúc đầu, đàn vạc làm tổ và trú ngụ trên vườn nhãn của gia đình làm thiệt hại năng suất vườn nhãn khoảng 20-30%. Lâu dần, đàn chim sinh sản ngày một nhiều hơn, làm vườn nhãn thất thu hoàn toàn. Tính mỗi năm, thiệt hại lên đến hàng trăm triệu đồng. Vì yêu quý động vật hoang dã, gia đình ông Hai Chìa quyết định bảo tồn loài vạc này. Mấy năm gần đây, gia đình ông Chìa vất vả để canh giữ, bảo vệ loài chim này trước nạn săn bắn bừa bãi của nhiều người. Ông Lê Văn Chìa mong muốn cơ quan chức năng sớm có phương án bảo tồn khu vườn. Cái bầy vạc này nó về đây cũng mười mấy năm rồi, thì tôi cũng thấy yêu thích đàn vạc này, tôi nó giữ nó được đến ngày nay. Thì tôi cũng không vấn đề mà nó ở như trong mảnh vườn này thì vấn đề thu nhập hàng năm tôi cũng mất rất nhiều. Nhưng mà tôi cũng không đành để cho nó ra đi. Cho nên bây giờ ban đêm á, tôi cũng không có nghĩa là ngủ yên. Bởi vì mỗi khi mà vạc chim nó la thì tôi cũng phải thức dậy xách đèn ra quơ quơ. Mà khi gặp một người vô săn bắn tôi cũng nói người ta đừng có bắn, cảm ơn. Tôi cũng có dùng đèn để đốt xung quanh vườn để cho nó, trong lúc tôi đi thăm nó cho vườn nó cũng dễ dàng hơn. Tôi cũng mong các cơ quan ban ngành có hướng để tạo điều kiện làm du lịch sinh thái ở miệt vườn này để cho gia đình được có chỗ thu nhập ổn định trở lại và mong muốn giữ được cái đàn vạc này lâu dài. Vạc là một loài chim thuộc họ diệc, chim trưởng thành dài khoảng 64cm và nặng đến 800g. Đầu và lưng có màu đen, phần thân còn lại màu trắng hoặc xám, mắt đỏ, chân ngắn màu vàng. Chim non màu nâu, đốm trắng hoặc xám. Loài vạc thường kiếm ăn vào ban đêm.